Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Sơ Cấp. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng Sơ Cấp và thông tin cho mình qua số điện thoại Zalo số trên nha. Đây là bộ tem của xe Dream Hồng chữ to nha các bạn. Dream Hồng chữ to. Bộ tem này có 3 lớp các bạn, lớp giấy bảo vệ, lớp decal bên trong và là lớp giấy sau cùng. Thì đây là tem Vinh Thái các bạn, tem Vinh Thái nhập mới nha. Bộ tem nó sẽ gồm có hai phần là tem to với lại tem nhỏ. Đây là tem thông số các bạn. Bên mình bán ra hai phần riêng, anh em nào muốn mua phần nào mua nha. Tem to riêng và tem thông số riêng các bạn. Đối với tem Dream thì không kèm tem thông số, chỉ riêng tem cúp. Với tem Win thì mới kèm tem thông số bên trong thôi. Ngoài tem Dream thì bên mình còn có tem các loại xe cúp, đèn tròn, đèn vuông các loại, tem Win, Dream lùng đầy đủ nha. Rồi, trong video này chúng ta sẽ coi bộ tem tem hồng chữ to. Thì anh em nào khi mà sơn xe lại có nhu cầu dán tem Vinh thì các bạn liên hệ với mình qua số điện thoại phía trên, các bạn nhắn tin trong Zalo lấy hàng tại Sài Gòn nha. Shop mình ở Sài Gòn, nếu anh em nào lấy hàng thì qua trực tiếp bên shop để lấy, còn nếu anh em nào ở xa thì các bạn vui lòng chuyển khoản và bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn nha. Các bạn lưu ý nha, ở xa thì chuyển khoản, bên mình ship tận nhà cho các bạn. Đây là tem Vinh Thái, tem Vinh Thái Lan không phải tem Việt Nam nha. Tem Vinh Thái Lan có 3 lớp mạ vàng. Đó, tem Vinh Thái Lan nha. Hàng chất lượng, không phải là hàng thường. Cho nên giá nó cũng hơi mắc một chút, nhưng mà ngược lại khi chúng ta đưa lên xe thì nó sẽ đẹp xe. Rồi, anh em nào có nhu cầu cứ việc gọi trực tiếp qua số điện thoại phía trên và nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng. Xin cảm ơn tất cả các bạn.